Với một gia đình ba thế hệ cùng chung sống, nhưng trong cuộc sống đời thường, các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Chiêu và bà Trần Thị Hoa ở khu phố 3, phường 2, thành phố Đông Hà vẫn luôn giữ được lửa hạnh phúc, đoàn kết, yêu thương, thể hiện nét đẹp truyền thống gia đình, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Không chỉ trong ấm mà mọi thành viên trong gia đình ông luôn có cách ứng xử ngoài êm, khiến người dân trong khu phố đều quý mến kính trọng. Theo tôi, trước hết muốn có một gia đình văn hóa thì trước hết là những người làm bố mẹ là phải mẫu mực, chịu khó hy sinh cho con, làm tấm gương cho con học tập, làm sao đó có được một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, đầm ấm, biết lắng nghe lẫn nhau và biết đặc biệt, biết tôn trọng lẫn nhau. Sáng tin việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ là cơ sở, là nguồn lực để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, Đông Hà luôn chú trọng đến công tác xây dựng gia đình văn hóa, thường xuyên quan tâm, củng cố gia đình bằng những việc làm thiết thực. Bên cạnh đó, các phòng ban, đơn vị chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa. Đến nay, toàn thành phố có 22.181 trên 22.894 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,8%. Đối với trong thành phố Đông Hà thì đặc thù của Đông Hà thì không phải cả gia đình không chưa phải là khó khăn kinh tế, nhưng vấn đề cái làm sao để mỗi gia đình xây dựng một cái gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, đó là vấn đề tuyên truyền thực hiện tốt cái luật phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền thực hiện tốt vấn đề cái bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, làm sao để mỗi gia đình là trở thành một tổ ấm, nơi nuôi dưỡng và nhân cách cũng như hình thành cái tổ tốt đẹp, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc cũng như góp phần xây dựng một xã hội bình yên và góp phần cái xây dựng thành phố Đông Hà chúng ta ngày một giàu đẹp và văn minh. Bên cạnh đó, thành phố Đông Hà cũng chủ trọng tổ chức hội thi, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11. Qua đó góp phần nuôi dưỡng những tình cảm đẹp, những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc.